thì nó có lớp làm, nó có phương pháp đàng hoàng, chứ không có miếng tu chỗ nào tu cũng nói đạo Phật được hết. Coi chừng mấy con bị cái nhãn hiệu đạo Phật chứ thì thật ra pháp đó không phải đạo Phật. Rồi bắt đầu bây giờ mấy con thấy rõ ràng kinh sách của đạo Phật, tại sao những cái pháp không phải của đạo Phật mà bây giờ kinh sách kết tập vô của đạo Phật? Không phải bây giờ kết tập vô nè, về thiền thì bốn thiền, rồi những cái pháp mà Đức Phật tu về định tưởng, không vô biên xứ, thức vô biên xứ, phi tưởng, phi tưởng xứ, vô sở xứ, tất cả những cái pháp tưởng này Đức Phật tu cũng giải thoát, ném bỏ. Bây giờ kết tập vô kinh sách, đọc kinh sách Phật có đủ thứ đó hết. Vậy thì cái người kết tập kinh sách này có phải người tu chứng không? Đâu có chứng. Đây là thầy nói kinh sách nguyên lý á, chứ còn kinh sách của Đại Thừa là toàn bộ kinh sách phát triển do kiến giải của Phật tổ, cho nên mới đẻ ra cái thế giới siêu hình, mới có cõi cực lạc Tây Phương, mới có pháp thiền tu khiến tánh thành Phật đủ loại. Toàn là các tổ đẻ ra chứ ông Phật có nói dạy cái gì đó. Rồi bây giờ mới vẽ ra 33 vị tổ sư thiền, không à, từ Đức Phật đưa qua sang Cành Hoa, tổ Cơ Diếp Nhiễm Cư. Đây là đọc kinh sách nguyên thủy thì không có cái điều này, mà thế mà bên Đại Thừa có điều này, ai vẽ ra mấy con. Cho nên nói kinh sách của Phật như rừng, thì Phật rừng đó là rừng của một số đệ tử, cứ mỗi người viết đọc mỗi người viết đọc. Cũng như đời của thầy, thầy chỉ viết lại những cái ý của Đức Phật thôi, mà qua cái kinh nghiệm có làm chủ. Từ ra bởi vì thầy, khi mà thầy viết cái bộ Điều Về Sứ Phật để cái thơ ngõ đầu tiên, ai tu chứng thì mới đến bàn luận với thầy, mà không làm chủ được sinh già bệnh chết thì đừng có bàn. Họ muốn đến đây mà muốn bàn thầy thì chúng ta nhập định làm chủ thì khống chế cái đó rồi mới nói chuyện. Ai nói đúng anh đó. Mà nếu mà người nào mà cũng làm chủ nhập vào túi thiền tỉnh chỉ hơi thở, ngồi hoàn toàn không thở, hai người đều đúng vậy đó, thì hai người sẽ thấy một, không thể hai bàn luận nhau thì đúng rồi, bởi vì nó là đúng với nhau. Còn hai người mà người nhập định tưởng, mà người nhập định đúng, thì hai người này sẽ có tranh luận thì dập luôn xuống liền tức. Còn thì ở thần thông, thầy nói đó là cái mỹ gã người ta, cái đó làm gì ích lợi gì cho ai, dẹp đi, đừng ở đây mà thể hiện thần thông. Có một người ngoài đạo đến Đức Phật thể hiện thần thông thì tôi mới theo Đức Phật, tôi học tu, còn không thể hiện thần thông tôi ta không cầu nữa. Người đến với ta là để vì sự giải thoát, chứ ta không phải vì thần thông mà dụ người vào đạo ta. Cũng như bây giờ các con đến với thầy là các con đến để tìm cái sự giải thoát, chứ không phải đến đây để cao thắp thân được. Ai mới con cao nó không thua được, tìm những học giả nó cao thắp thân đây nó cao thắp được. Ở đây nó thẳng, nó thật, cái đúng của đạo Phật, cái không đúng của đạo Phật. Để chúng ta biết, để chúng ta tránh cái sai, thực hiện cái đúng để làm chủ sự sống chết. Nỗi khắc khoải của con người là sinh già. Làm sao tránh dứt được cái sống chúng ta? Đó là đức của đạo Phật truyền lại cho chúng ta. Và bây giờ chúng ta làm chủ được cái này là chúng ta đã không phụ ân Phật. Chúng ta đã làm được cái điều này là để cái giáo pháp của Phật sống lại đúng của Phật, thì đó là không phụ ân Phật. Thầy thì bây giờ không phụ ân Phật, còn mấy con hãy ráng cố gắng. Bởi vì Ngài là một bậc vĩ nhân, một con người, của con người cả thế giới. Mà nếu cái phương pháp của Ngài, cái nền đạo đức của Ngài, mọi người đều sống trong đạo đức, không làm khổ mình, khổ người, thì thế gian này không còn xung đột, không còn chiến tranh. Cái đạo đức của đạo Phật mà được phổ biến rộng, thế gian không còn xung đột nữa. Thì có ai làm khổ cho ai nữa đâu. Không làm khổ mình, khổ người thì mới là đạo Phật. Mà còn làm khổ mình, khổ người thì đâu gọi là đạo Phật được. Những cái danh từ thầy cô động lại xác định được cái nền đạo đức của Phật giáo, để giúp cho mọi người sống không còn xung đột và không còn chiến tranh. Đó là cái quyết định của đạo Phật. Nhất là đạo Phật là đạo của con người, cho nên không lìa con người, ở con người mà chúng ta được giải thoát. Bởi vì những con làm người là những con có phước lành, mà phải tu tập để cứu lấy mình để được giải thoát. Không thể để một đời chúng ta được tiếp tục đời này đến đời. Mỗi một kiếp người, mỗi một đời người khổ lắm.